Gà của Đông Yên ngoài các giống gà Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi Nông nghiệp 24 giờ được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC 16. Chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cả thế giới lại lo lắng trước biến thể mới của virus SARS-CoV-2 là Omicron, được nhận định có khả năng lây lan gấp nhiều lần biến thể Delta. Hơn 30 hộ dân ở Quảng Nam được hỗ trợ bão lũ năm 2020 với khoản tiền chỉ từ 2.000 đến 10.000 đồng đang gây xôn xao dư luận. Số tiền này không đủ tiền xăng, người dân di chuyển từ nhà đến điểm nhận hỗ trợ. Còn tại Quảng Bình, cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ khởi tố hai đối tượng ép các chủ tàu cá và thương lái đến thu mua tại cảng phải nộp tiền trái với quy định. Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được xem là khu vực được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cũng đang bị lâm tặc phá rừng lấy gỗ. Thưa quý vị, sau biến thể Delta, một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang khiến cả thế giới lo lắng. Cụ thể, sau cuộc họp khẩn vừa diễn ra ngày 26 tháng 11 theo giờ địa phương, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức đặt tên cho siêu biến thể virus SARS-CoV-2 mới là Omicron và phân loại biến chủng này vào nhóm biến thể đáng lo ngại cùng với biến thể Delta. Biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tiên tại Botswana vào ngày 11 tháng 11. Cho tới nay, biến thể mới đã xuất hiện tại Botswana, Nam Phi, Israel, đặc khu hành chính Hồng Kông và mới đây nhất là Bỉ. Theo ghi nhận, bệnh nhân tại Bỉ gần đây đã du lịch đến Ai Cập qua Thổ Nhĩ Kỳ và trước đó chưa tiêm vaccine cũng như không bị nhiễm COVID-19 trong quá khứ. Riêng Nam Phi đã ghi nhận hơn 100 trường hợp dương tính với biến thể này và khiến ngành y tế nước này lo ngại vì virus lây lan nhanh chóng trong giới trẻ ở tỉnh Gauteng, tỉnh đông dân nhất của Nam Phi. Đây cũng là nhóm có tỷ lệ ngừa COVID-19 thấp nhất cả nước. Theo cảnh báo mới nhất của các nhà khoa học, biến thể Omicron có ít nhất 50 đột biến, trong đó có hơn 32 đột biến gai, cao hơn nhiều so với các biến thể khác từng ghi nhận. Bên cạnh đó, nguy cơ tái nhiễm với biến thể này tăng lên so với các chủng khác. Người phát ngôn của WHO cho biết sẽ mất vài tuần để các nhà khoa học đánh giá mức độ lây truyền và độc lực, cũng như khả năng tránh miễn dịch từ vaccine của biến thể mới. Trước thực trạng này, Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng đề nghị các quốc gia áp dụng những cách tiếp cận dựa trên khoa học và đánh giá đúng mức độ rủi ro của các biện pháp hạn chế đi lại. Tuy nhiên, thì trong 2 ngày trở lại đây, hàng loạt quốc gia đang lựa chọn hành động phản ứng ngay lập tức với biến thể mới bằng các lệnh cấm đi lại và kiểm dịch nhằm hạn chế biến thể Omicron lây lan. Tại châu Âu, nơi vừa ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã kêu gọi dừng tất cả liên kết không vận với các quốc gia châu Phi đã phát hiện biến thể mới. Cơ quan này cũng cho biết là các hãng sản xuất vaccine buộc phải điều chỉnh mũi tiêm ngay khi các biến thể mới xuất hiện. Hàng loạt các quốc gia châu Âu như là Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Italia, Croatia đã ra lệnh cấm tạm thời các chuyến bay từ Nam Phi và nhiều quốc gia ở miền Nam châu Phi trong vòng 14 ngày. Những người từng đến khu vực này đều sẽ được xét nghiệm sàng lọc và giám sát chặt chẽ. Còn tại châu Á, chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các bang kiểm tra và sàng lọc nghiêm ngặt du khách quốc tế đến từ Nam Phi và các quốc gia có nguy cơ khác. Singapore và Malaysia là những quốc gia Đông Nam Á mới nhất nhanh chóng hạn chế hành khách đến từ Nam Phi và các nước lân cận. Chính quyền Đài Loan cho biết du khách đến từ các quốc gia có nguy cơ cao sẽ phải cách ly tại các cơ sở kiểm dịch do chính quyền điều hành trong 14 ngày. Mỹ và Canada cũng ban hành lệnh cấm đi lại với người đến từ một số quốc gia ở miền Nam châu Phi. Tôi ban hành lệnh hạn chế việc đi lại bằng đường hàng không từ Nam Phi và 6 quốc gia khác như Botswana, Zimbabwe, Namibia. Tuy nhiên, lệnh cấm không áp dụng với công dân Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn những khuyến cáo từ các nhà khoa học và đội ngũ chuyên gia y tế.
Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã kêu gọi các quốc gia thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới nhóm họp vào tuần tới để đồng ý từ bỏ những biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19 sau khi phát hiện ra biến thể mới. Trong khi đó, tại Nam Phi, nơi đang là tâm điểm bùng phát của siêu biến thể mới, chính phủ nước này đã kêu gọi đẩy mạnh tiêm phòng vaccine, đồng thời cho biết Hội đồng Quốc gia phòng chống COVID-19 đang khẩn trương nghiên cứu, đánh giá tình hình để triển khai các mức độ phong tỏa phù hợp. Bộ Y tế Nam Phi nhấn mạnh rằng nước này đang hành động một cách minh bạch và đã thông báo rộng rãi ngay sau khi phát hiện biến thể mới đáng lo ngại. Vì vậy, việc các quốc gia dựng hàng rào đi lại với Nam Phi đã vi phạm tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Quay trở lại với diễn biến dịch COVID-19 mới tại Việt Nam. Thưa quý vị, số ca mắc COVID-19 trên cả nước vẫn đang gia tăng một cách báo động. Trong ngày hôm qua, cả nước đã có tới hơn 13.000 ca nhiễm mới, cao nhất kể từ tháng 10 trở lại đây. Đến ngày hôm nay, cả nước đã tiêm được 116,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có 52 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên 80% dân số từ 18 tuổi trở lên. Gần 30 tỉnh thành cũng đã tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi với hơn 2 triệu liều. Trong đó ghi nhận 4 học sinh ở Bắc Giang sốc phản vệ sau tiêm vaccine ở huyện Sơn Động. Theo đại diện Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, sức khỏe cả 4 cháu đã dần ổn định. Trong đó, 2 cháu điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Động đã được xuất viện về nhà. Còn 2 cháu diễn biến nặng hơn, sốc phản vệ độ 3, đã được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai và đang được tiếp tục theo dõi. Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, 2 học sinh ở Bắc Giang chuyển lên đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện. Cả 2 em đều được can thiệp ECMO. Trong đó có một em có diễn biến khá hơn, nhưng một em đang trong tình trạng rất nặng. Hiện gần 30 tỉnh thành trên cả nước đã tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, với hơn 2 triệu liều. Đến ngày 24 tháng 11, khoảng 23,1% trẻ độ tuổi này đã tiêm ít nhất một liều. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên triển khai tiêm cho trẻ. Hiện 93% học sinh tuổi từ 12 đến 17 đã tiêm ít nhất một liều. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác về nông nghiệp. Thưa quý vị, heo chết và đang phân hủy vẫn được đưa vào cơ sở để giết mổ để đưa đi tiêu thụ trên thị trường. Vâng thưa quý vị, vụ việc khó tin này vừa xảy ra tại tỉnh Bến Tre. Cụ thể thì Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bến Tre vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở giết mổ heo do bà Nguyễn Thị Hai, sinh năm 1956, ngụ tại xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc làm chủ. Trước đó thì lực lượng chức năng đã bắt quả tang cơ sở giết mổ heo của bà Hai đang mổ heo chết. Tại cơ sở có 27 con heo chết, trong đó có 16 con đang trong quá trình phân hủy cơ sở vứt ra môi trường. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép cho giết mổ động vật. Bà Hai khai nhận số heo giết mổ này sẽ được tiêu thụ bán lẻ ra thị trường cho người tiêu dùng tại các chợ trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc. Tổng số tiền xử phạt chủ cơ sở là 19,5 triệu đồng, buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật vi phạm. Ngoài ra thì lực lượng chức năng đã vận động bà Hai tự nguyện tiêu hủy 24 con heo có dấu hiệu mắc bệnh đang lưu giữ tại cơ sở. Thưa quý vị, năm nay bất chấp những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn tăng trưởng tốt. 10 tháng năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã đạt hơn 12 tỷ đô la Mỹ. Dự báo xuất khẩu gỗ và lâm sản này năm nay có thể sẽ đạt kỷ lục 14,5 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu. Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đang hồi phục khá mạnh mẽ. Trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 951 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Trung Quốc đạt 1.238 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 10 vừa qua đã tăng rất mạnh so với tháng 9 năm 2021, với mức tăng 35,6% nhờ sự hồi phục mạnh trong tháng 10. Nên trong 10 tháng năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã đạt 12.085 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong nửa đầu tháng 11, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã đạt 585 triệu đô la Mỹ, tăng rất mạnh so với 397 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu tháng 10. Với đà phục hồi đó, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả năm có thể sẽ đạt hơn 14 tỷ đô la Mỹ, thậm chí vẫn có thể đạt mục tiêu đã đề ra từ đầu năm là 14,5 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, vừa qua thì Ban thư ký ASEAN phối hợp với Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã tổ chức trực tuyến buổi giới thiệu quy định đăng ký doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm vào Trung Quốc, lệnh số 248 và biện pháp quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc, lệnh 249 đến các cơ quan có thẩm quyền, đại diện các hiệp hội liên quan của thành viên ASEAN
trong đó thì có Việt Nam. Hai lệnh này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cụ thể, lệnh 248 đăng ký doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm vào Trung Quốc chỉ áp dụng cho doanh nghiệp chế biến, sản xuất, bảo quản và không áp dụng cho doanh nghiệp thương mại. Với lệnh 249 về biện pháp quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc, thì 4 loại sản phẩm đã đăng ký và được cấp mã theo công hàm 353, gồm thịt và sản phẩm từ thịt, sản phẩm thủy sản, sản phẩm sữa, tổ yến và sản phẩm từ tổ yến. Các mã đăng ký tiếp tục có hiệu lực theo nghị định như đã ký giữa cơ quan có thẩm quyền và Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Với 14 loại sản phẩm còn lại trong quy định của công đoàn 353, các doanh nghiệp có thể tự hoàn thiện thủ tục đăng ký theo điều lệnh. Các doanh nghiệp có thể tự hoàn thiện thủ tục đăng ký theo điều 7 lệnh 249. Với doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đăng ký và đã nộp hồ sơ trước ngày 31 tháng 10 năm 2021, kết quả sẽ được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố vào nửa cuối tháng 12 năm 2021. Hồ sơ của các doanh nghiệp tự đăng ký có thể được tra cứu trên đường link đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Trong phần tiếp theo của chương trình, giá xăng dầu tăng cao trong thời gian gần đây, trong khi giá hải sản lại có xu hướng giảm, đã khiến nhiều ngư dân không còn mặn mà ra khơi, tàu cá nằm bờ la liệt. Một cặp vợ chồng ở New South Wales của Úc đã bỏ ra 21.000 đô la Úc, tương đương 342 triệu đồng tiền Việt Nam, để mua một chú dê. Trước đó thì một con dê khác cũng được bán với giá 9.000 đô la Úc. Nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, câu chuyện về một hộ dân ở tỉnh Quảng Nam mất cả buổi chiều đi lại nhưng lại chỉ nhận được 2.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão đang khiến dư luận xã hội xôn xao. Số tiền này không đủ để người dân mua xăng chạy xe máy đi về 4 km và mua khẩu trang phòng COVID-19. Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã lên tiếng lý giải. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, sau bão số 6 và số 9 năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã đã cử cán bộ thống kê thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, nhà ở của người dân. Qua niêm yết danh sách, Ủy ban Nhân dân xã không nhận được nội dung phản ánh ý kiến, kiến nghị gì. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân xã đã tổng hợp hồ sơ, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện cấp kinh phí hỗ trợ. Sau khi Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh thẩm định và có quyết định phê duyệt cấp kinh phí hỗ trợ, mới đây, Ủy ban Nhân dân xã Tam Vinh đã tiến hành chi trả cho người dân. Theo đó, toàn xã có 588 trường hợp được hỗ trợ thiệt hại về cây trồng. Đáng chú ý, trong đó có 31 trường hợp được hỗ trợ với mức dưới 10.000 đồng. Một hộ dân chỉ được hỗ trợ 2.000 đồng. Đó là hộ bà Nguyễn Thị Kim Truyện, ngụ thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh. Theo Ủy ban Nhân dân xã, bà Truyện kê khai và có đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại đối với cây chuối với diện tích là 10m², thiệt hại trên 70%. Ủy ban Nhân dân xã Tam Vinh giải thích, theo quy định, diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại trên 70% thì hỗ trợ 4 triệu đồng một hecta. Như vậy, mức hỗ trợ theo quy định đối với hộ bà Truyện là 4.000 đồng trên 10m². Huyện cấp kinh phí hỗ trợ 53%. Như vậy, bà Truyện nhận hỗ trợ số tiền là 2.150 đồng. Ủy ban Nhân dân xã Tam Vinh khẳng định về quy trình thì xã đã thực hiện đúng theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình niêm yết, một số hộ dân không theo dõi, không nắm thông tin về mức hỗ trợ của mình, nên khi nhận giấy mời đi nhận tiền hỗ trợ thì mới biết quá thấp nên xảy ra xôn xao dư luận. Khẳng định trường hợp của bà Truyện, xã làm đúng theo quy định. Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương cũng cho biết sẽ rút kinh nghiệm. Hiện xã mới chi hỗ trợ cho 2 thôn, những thôn còn lại xã sẽ in sẵn số tiền hỗ trợ trên giấy mời. Nếu hộ nào thấy ít quá, muốn trả lại, thì xã sẽ làm thủ tục chuyển lại cho ngân sách của nhà nước. Một thông tin khác đáng chú ý, ép các chủ tàu cá và thương lái đến thu mua tại cảng phải nộp tiền trái với quy định. Hai đối tượng tại tỉnh Quảng Bình vừa bị bắt giữ. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Sinh Thành và Ngô Mạnh Linh ở huyện Quảng Trạch về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2021, trên vùng biển thuộc các xã Quảng Phú, Quảng Đông, Cảnh Dương thuộc huyện Quảng Trạch, tập trung các ngư dân đến khai thác sò biển. Sau khi khai thác, ngư dân tập kết vào các bãi và liên hệ thương lái ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đến mua. Lợi dụng danh nghĩa của công ty Phước Thịnh, Phan Sinh Thành cùng đồng bọn đến các điểm tập kết, đe dọa ép buộc các chủ tàu khai thác và thương lái đến tập kết mua bán tại cảng Phước Thịnh thuộc thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông. Đây là cảng cá đang trong quá trình xây dựng, chưa được cấp phép hoạt động.
các đối tượng soạn thảo các hợp đồng dịch vụ nhằm hợp thức hóa hành vi thu tiền trái phép, mức giá từ 3 đến 5.000 đồng 1 kg sò, sau đó ép buộc các chủ thương lái ký kết. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã làm rõ có 32 nạn nhân ở 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình bị các đối tượng cưỡng đoạt số tiền trên 800 triệu đồng, thu thập hàng trăm trang tài liệu cùng chứng cứ liên quan. Giá xăng dầu tăng cao trong thời gian gần đây, trong khi giá hải sản lại có xu hướng giảm, đã ảnh hưởng trực tiếp đến nghề khai thác hải sản và đời sống của ngư dân. Tại nhiều địa phương ven biển, nhiều ngư dân không còn mặn mà ra khơi, tàu cá nằm bờ la liệt, ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng. Vừa cập bờ sau gần nửa tháng ra khơi, tàu của ông Trần Văn Sông khai thác được hơn 8 tấn hải sản các loại. Thế nhưng ông cũng như bạn tàu đều không mấy phấn khởi. Bởi mỗi chuyến ra khơi, tàu ông phải tốn hết 3.000 lít dầu, trong khi giá xăng dầu đang tăng cao mà giá hải sản lại rẻ, khiến cho chuyến biển này của ông, dù bội thu, vẫn thua lỗ. Hiện tại thì bây giờ dịch bệnh nó khó khăn, có mắm là người dân mua là nó cũng còn thiệt. Ví dụ như là khó khăn mà buôn bán, nhưng mà bây giờ dầu mỡ nó lên thì người dân đi làm nó cũng gặp nhiều khó khăn vì cái thu nhập. Tuy rằng thu nhập thì nó cũng bình thường, nhưng mà dầu mỡ nó lên quá thì cái công lao động của anh em là của ngư dân là nó bị hạn hẹp lại, nó bị thua sút cái tiền thu nhập. Nhiên liệu chiếm từ 50 đến 70% chi phí của mỗi chuyến biển. Vì vậy mà giá xăng dầu tăng cao đã tạo áp lực rất lớn cho hoạt động khai thác hải sản. Nhiều ngư dân không còn mặn mà chuyện ra khơi, thậm chí chấp nhận để tàu nằm bờ nhiều tháng trời vì càng ra khơi thì càng thua lỗ. Giá dầu lên cao thì tụi làm khó ra tiền lắm. Giá dầu nó rẻ rồi thì nhà nước xem xét lại tình hình rồi. Chứ ra khơi đây càng ngày cấp mực đó thì nó rất là rẻ, mà dầu lên cao là chúng tôi làm không ra tiền nấu mà để lo gia đình. Có thể là nghề biển chúng tôi là đi đứng. Mong nhà nước rồi xem xét lại hỗ trợ rồi sao chứ còn vậy là chết. Có mắm thì nó rẻ, quánh không con dùng không đủ chi phí gì vô công lao động luôn mà. Đâu có đủ đâu, như em bây giờ em đi đây 10 mấy ngày em vô đây là không đủ tiền chi phí cho lao động luôn. Việc giá xăng dầu tăng cao không chỉ khiến cho việc khai thác hải sản thua lỗ mà về lâu dài còn ảnh hưởng rất lớn đến nghề biển. Bởi thu nhập không cao, nhiều tàu cá nằm bờ thời gian dài khiến người lao động trên tàu cũng tìm cách chuyển nghề. Vì vậy, khi giá xăng dầu bình ổn trở lại thì tình trạng thiếu lao động tàu cá lại thường xuyên diễn ra. Thưa quý vị, phá rừng thì lâm tặc thường không từ thủ đoạn nào cả. Tuy vậy, với những khu rừng thuộc diện bảo vệ nghiêm ngặt mà nhiều cây gỗ quý vẫn bị chặt hạ thì quả là khó tin. Vâng thưa quý vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra chấn chỉnh tình trạng phá rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Đây vốn là khu vực thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Trước đó, từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 năm 2021, khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa và hạt kiểm lâm huyện Hướng Hóa đã phát hiện tình trạng phá rừng khá nghiêm trọng với 36 cây gỗ quý bị đốn hạ ở tiểu khu 645. Tại hiện trường còn lại 2 cây còn nguyên cành nhánh cùng một số hộp gỗ. 36 gốc gỗ đều thuộc nhóm gỗ quý và có đường kính gốc lớn gần 1 mét. Số gỗ hộp ước tính đã được đưa ra khỏi rừng lên đến hàng chục mét khối. Lực lượng chức năng xác định các đối tượng phá rừng đã tranh thủ thời điểm mưa bão để vào rừng cưa gỗ, sau đó thả theo dòng nước suối để đưa ra khỏi rừng. Được biết, ở tiểu khu này, trước nay, khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa có lập chốt để bảo vệ rừng. Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý vụ việc. Thưa quý vị, sau các đợt mưa lũ kéo dài, nông dân các tỉnh miền Trung đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, cải tạo lại các diện tích bị bồi lấp để chuẩn bị xuống giống sản xuất vụ đông xuân. Và sau đây là ghi nhận tại Bình Định. Đây là cánh đồng lúa mùa tại xã Mỹ Trinh, huyện Phú Mỹ. Trong đợt mưa lũ vừa qua, phần lớn diện tích lúa đã bị ngập trong nước lũ, dẫn đến hư hại. Sau khi nước rút, nông dân khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa để giảm bớt thiệt hại. Tuy nhiên, việc thu hoạch cũng gặp nhiều khó khăn do cây lúa bị ngã đổ, nằm bẹp dưới ruộng. Cái đồng đây là nó ngập lụt, nó bào lụt, nó nước qua đằng cái đây, nó xuống đây là coi như ngập, tránh lên hết, ngã, mẹp hết. Ở lúa kho, cái khó khăn mà về là đen hết, phò không được, đen hết, hư mộng. Còn đây là cánh đồng tại xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước. Trong đợt mưa lớn vừa qua, nước lũ tràn về, khiến cho nhiều bờ thửa bị hư hỏng, một số chân ruộng bị lấp đất cát dày bao phủ.
người dân đang khẩn trương nạo vét cải tạo lại đồng ruộng. Lục nó phét hết, hầu giờ là không có cái dây đây là không có lỡ bờ lỡ đồ hết bờ. Bây giờ làm mương đây là bây giờ nó lỡ hết bờ, bờ ruộng đồ nó lỡ cát bầu. Mùa lục vừa qua là gia đình của tôi bị thiệt hại nông nghiệp, là tôi xuống giống là 3 xào khô qua. Nếu mà tính kinh phí tiền giống, tiền phân, tiền công, tiền cày á là 3 triệu. Trong đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Bình Định có gần 3.000 hecta lúa và hoa màu bị hư hại, gần 1.200 hecta đất nông nghiệp bị bồi lấp, hơn 10 km đê và kênh mương bị phá hủy. Chính quyền và người dân đang nỗ lực khắc phục, cải tạo và khôi phục lại ruộng đồng. Tập trung các vật tư, thiết bị, xe máy để khắc phục ngay cái hệ thống kênh mương và các cái hệ thống kênh tưới trong nội đồng. Làm sao chúng ta khẩn trương nhanh nhất đảm bảo cho cái việc chuẩn bị cho cái sản xuất đông xuân năm 2021-2022. Dự kiến vụ đông xuân tới đây, toàn tỉnh Bình Định sẽ gieo trồng gần 48.000 hecta lúa trên 20.000 hecta hoa màu. Trong bối cảnh mưa lụt gây thiệt hại, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con gieo trồng đúng lịch thời vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích có khả năng bị hạn, giữ ổn định diện tích cây trồng có thị trường tiêu thụ ổn định, phục vụ chế biến như lúa, ngô, lạc, mè, đậu, giảm diện tích các loại cây trồng phụ thuộc nhiều vào thị trường như dưa hấu, ớt. Những thông tin về các chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp sẽ được tiếp tục trong bản tin ngày hôm nay. Nhằm kết nối quảng bá và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho các hợp tác xã, trang trại nông nghiệp và nông dân, trong ngày hôm nay, Tổ điều hành Diễn đàn Kết nối Nông sản 970 phối hợp với Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn và Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp tổ chức diễn đàn với chủ đề Kết nối gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện bình thường mới. Hội nghị diễn ra thông qua hình thức trực tuyến với hai điểm cầu chính là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn nhiều đại biểu là các doanh nghiệp thu mua, chế biến, phân phối đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước tham gia trên nền tảng Zoom. Diễn đàn hôm nay đã giới thiệu đến các hợp tác xã, một số doanh nghiệp chuyên cung ứng những giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0, công nghệ blockchain vào quá trình sản xuất, quản lý, minh bạch các sản phẩm nông sản. Thực tế chứng minh những nông sản truy xuất được nguồn gốc vẫn có thể tiêu thụ tốt trong suốt thời gian đại dịch COVID-19 diễn ra, và đây là xu thế tiêu thụ chung trong kinh tế thị trường hiện nay. Tiếp tục đề nghị được hỗ trợ về tập huấn và khả năng sử dụng các ứng dụng trên máy tính và trên smartphone. Với cái này, điều kiện này thì chúng tôi luôn luôn cần, bởi vì nông dân chúng tôi để mà áp dụng những cái công nghệ số hóa trong các điều kiện sản xuất thì cái trình độ đang còn rất hạn chế. Và hỗ trợ tham gia các cái sàn thương mại điện tử lớn. Trong khuôn khổ diễn đàn, một số hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng đã cung cấp những thông tin về khả năng cung ứng sản phẩm nông sản với mong muốn tìm đối tác liên kết. Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, trong bối cảnh mới, các hợp tác xã cần phải chủ động thích ứng bằng nhiều giải pháp. Và chỉ có tăng quy mô, chuẩn hóa sản phẩm, nâng cao năng lực thì các hợp tác xã mới có thể thích ứng được. Trong cái điều kiện mới thì những cái yêu cầu về nhu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi các cái vấn đề liên quan đến chất lượng nông sản thì đang được xã hội rất là quan tâm về lâu dài. Chuyện thứ hai là cái cạnh tranh về chất lượng, cái cạnh tranh về nông sản kể cả thị trường trong nước và quốc tế thì đều diễn ra ngày càng gay gắt. Thế và vấn đề thứ hai là cái mang tính truyền thống, đó là cái câu chuyện về giá nông sản. Chúng ta vẫn phải làm thế nào hạ giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, trong quá trình chuyển đổi, phát triển, các hợp tác xã cũng cần thay đổi tư duy, tăng tính cam kết, chia sẻ giữa hợp tác xã và các doanh nghiệp đầu vào, đầu ra. Các hợp tác xã nhỏ cũng cần liên kết lại với nhau để có thể giảm chi phí sản xuất và duy trì chuỗi giá trị lâu dài. Thưa quý vị, hợp tác xã là thể chế đầu tiên trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Tuy nhiên, dù các hợp tác xã nông nghiệp đã có sự phát triển mạnh cả về lượng và chất, song ngành nông nghiệp nhận định rằng các hợp tác xã nông nghiệp cần phải nhận diện được những nghịch lý trong mối liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp và thị trường, đồng thời phải thay đổi về tư duy để tồn tại, phát triển trong tình hình mới. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, ngay sau đây, phóng viên của Nông nghiệp 24 giờ đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đức Thịnh của Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trước tiên xin được cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi của kênh VTC16. Vâng thưa ông ạ, chúng ta thấy rằng hiện nay cả nước có hơn 18.300 các hợp tác xã nông nghiệp, nhưng chỉ mới có 60% các hợp tác xã hoạt động hiệu quả thôi, và các cái số lượng hợp tác xã tham gia vào các chuỗi liên kết thì còn hạn chế. Vậy thì ông có nhận định như thế nào về điều này? Những nguyên nhân nào khiến cho cái mối liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp và thị trường nó còn lỏng lẻo và hạn chế như vậy thưa ông? Chúng tôi có thể nêu luôn ở đây những cái nghịch lý mà hiện nay trong cái bối cảnh mới chúng ta đang gặp phải. Thứ nhất ấy là về thị trường, chúng ta các hợp tác xã rất cần bán sản phẩm ra thị trường, nhưng mà các cái thông tin về thị trường, cụ thể là đối tác, là tiêu chuẩn chất lượng, các cái phương thức mà tiến tới hợp đồng giao dịch thì rất là hạn chế, rất là khó. Cái vấn đề thứ hai là trong bối cảnh mới nó yêu cầu chúng ta phải ứng dụng công nghệ, trong đó có công nghệ số, nhưng mà biến độ tham gia vào các cái sàn giao dịch hay là tham gia ứng dụng công nghệ số để minh bạch hóa cái quá trình sản xuất kinh doanh của hợp tác xã cũng rất là hạn chế. Cái thứ ba là chúng ta rất cần công nghệ, rất cần các cái chia sẻ về vốn. Các hộ nông dân chỉ góp vốn để thúc đẩy cái kinh doanh của hộ nhà mình, không có tài sản thế chấp thì cái việc mà tiếp cận vốn rất là khó khăn. Một cái nghịch lý nữa là chúng ta phải tiếp tục đầu tư để mà nâng cấp cái sản xuất, mở rộng cái sản xuất, hiện đại hóa cái sản xuất trong hợp tác xã. Thế nhưng mà nếu như là chúng ta không có những cái khả năng hoặc là những cái giải pháp để mà minh bạch cái giá thành, để đàm phán cái giá thành với lại các doanh nghiệp, mà chúng ta không tách biệt được cái chuyện tức là chất lượng sản phẩm, sự khác biệt của sản phẩm hợp tác xã với lại các cái sản phẩm không có tiêu chuẩn, thì rất khó có thể giúp cho các hợp tác xã đàm phán với cái mức giá cao hơn đối với thị trường. Vâng thưa ông ạ, vậy thì với những cái khó khăn vướng mắc như ông vừa chia sẻ và cả những nghịch lý mà ông phân tích trong cái mối quan hệ, mối liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp và thị trường như thế, thì các hợp tác xã sẽ cần phải được hỗ trợ như thế nào ạ? Cái đầu tiên quan trọng nhất hiện nay mà nhà nước nên làm và các địa phương nên hỗ trợ, đấy là câu chuyện về cán bộ hợp tác xã. Thì bên cạnh những cái chương trình đào tạo, những cái hỗ trợ về thu hút lực lượng cán bộ đã qua đào tạo, lực lượng cán bộ trẻ về làm việc cho hợp tác xã thông qua hình thức tức là hỗ trợ lương hoặc là những cái thì cần phải được đẩy mạnh. Và các cái chương trình đào tạo của nhà nước ở trung ương cũng như địa phương thì nên tập trung cho khu vực hợp tác xã. Vấn đề thứ hai, các hợp tác xã cần phải tiếp tục liên kết lại. Chúng ta quy mô rất là nhỏ và muốn tiếp tục thì có rất nhiều cái hình thức liên kết, có thể là hợp tác xã trong hợp tác xã, tức là hợp tác xã lớn kết nạp thành viên hợp tác xã. Nhưng cách tốt nhất mà chúng tôi đang muốn khuyến cáo ấy là các hợp tác xã có cùng một cái mục tiêu kinh doanh, có thể liên kết lại tạo ra những cái hợp tác xã đầu tàu, kéo các cái hợp tác xã xung quanh vùng. Thì chúng tôi vẫn nhắc lại rằng là các cái hợp tác xã cần phải có một cái chiến lược lâu dài. Chúng ta đừng thấy những cái lợi ích trước mắt để mà chạy theo. Chúng ta cần phải xác định cái đối tác là các doanh nghiệp, họ có cơ sở vật chất tốt, họ có muốn xây dựng vùng nguyên liệu, thì đấy là những cái chỗ mà chúng ta cần phải cam kết và nâng cao cái tính cam kết. Trong những cái điều kiện khó khăn thì phải chia sẻ cả lợi ích lẫn chia sẻ cái rủi ro đối với lại doanh nghiệp. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, để hỗ trợ tiêu thụ nông sản, nhất là các nông sản an toàn, chất lượng, thành phố Hà Nội đang chủ trương ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Tham gia chương trình OCOP của thành phố Hà Nội, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm là vùng sản xuất rau an toàn lớn nhất thành phố, cũng có rất nhiều các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao ngay trong năm đầu tiên tham gia. Nhờ đó góp phần tạo dựng thương hiệu, nâng cao uy tín cho các sản phẩm rau củ quả an toàn của địa phương. Để phát triển hơn nữa trong thời gian tới thì địa phương này tiếp tục đầu tư khoa học công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, góp phần gia tăng sản lượng và chất lượng cho cây rau Văn Đức. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức chuyên sản xuất kinh doanh rau an toàn, rau Việt Gáp với 8 sản phẩm rau an toàn. Năm 2019, 8 loại rau của hợp tác xã gồm bắp cải trắng, lơ xanh, lơ trắng, cải thảo, đậu trạch,
cải ngọt, mướp đắng đều đã được thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP hạng 4 sao thời hạn 36 tháng. Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trong lần thứ tư, Hà Nội buộc phải tiến hành phong tỏa theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm vì thế bị đứt gãy, nhiều vùng sản xuất rau gặp khó về đầu ra, thì tại đây các sản phẩm vẫn có đầu ra ổn định. Hợp tác xã chúng tôi thì vẫn đang cung cấp cho các hệ thống siêu thị, ví dụ như là Aeon, ví dụ như là Metro, Bixi để mà cung cấp cho khách hàng tiêu dùng, đặc biệt là trong nội thành thành phố Hà Nội. Các cái sản phẩm chúng tôi làm ra hiện nay với cái sản lượng rau củ quả các loại mỗi một ngày nó trung bình nó khoảng độ 20 đến 25 và 30 tấn. Hiện hợp tác xã có 1.200 hộ tham gia trực tiếp sản xuất, chia thành 20 nhóm và 5 liên nhóm, mỗi nhóm gồm 25 tới 30 hộ thành viên trồng rau. Từ hợp tác xã Văn Đức, một hợp tác xã mới cũng được ra đời ngay trong lòng hợp tác xã Văn Đức, đó chính là hợp tác xã rau sạch Trử Tâm. Nhờ áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, qua hơn một năm hoạt động, đến nay những sản phẩm nông sản an toàn được đông đảo người tiêu dùng thủ đô biết đến và tin tưởng sử dụng. Với diện tích sản xuất gần 10.000 m2, chia thành 3 trại sản xuất, được đầu tư nhà màng, nhà lưới và hệ thống tưới tiêu hiện đại, tập trung chuyên canh rau, củ, quả an toàn, chú trọng sản phẩm sản xuất theo phương thức 4 sạch, gồm giống sạch, đất sạch, nước sạch và canh tác sạch. Ở đây, thay vì phun thuốc hóa học để trừ cỏ dại, xã viên sẽ nhổ cỏ thủ công bằng tay. Rau an toàn thì nó vẫn có cỏ, rau sạch mà. Chứ nếu mà rau mà không làm rau an toàn thì đã họ hay phun thuốc cỏ thì nó không có cỏ. Đây là chúng tôi bán trực tiếp cho người ăn, người tiêu dùng. Thông qua hệ thống lọc tiêu chuẩn, nước đi qua bể lọc với 4 lớp lọc gồm 2 cát, 1 sỏi, 1 than hoạt tính. Nước đi xuống bể chứa thứ nhất được đi tiếp qua 3 lõi lọc khử màu, khử mùi vị và khử kim loại nặng nhưng vẫn giữ được vi lượng, khoáng chất xuống bể chứa thứ hai, rồi đi ra dàn mưa để tưới và sơ chế rau. Hệ thống lọc của hợp tác xã thì ở hai trại đã đầu tư trên 200 triệu vào cái hệ thống lọc nước qua hệ thống lọc thô cho đến lọc tinh để ra cái nước sạch để mình phun tưới lên trên cây rau. Đấy còn lại nữa là về phân ấy, phân thì hợp tác xã chuyên phân hữu cơ mua phân bò về để ủ xong để bón cho rau. Mô hình của hợp tác xã rau sạch Trử Tâm đang là một trong những điển hình tiêu biểu của toàn vùng sản xuất rau an toàn Văn Đức. Với giá trị và sản lượng cung cấp của toàn hợp tác xã đã và đang góp phần tích cực trong quá trình thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng của nền nông nghiệp hiện đại, thực hiện mục tiêu vì sức khỏe người tiêu dùng và cho chính người nông dân làm rau sạch cung cấp cho người tiêu dùng thủ đô. Thưa quý vị, cùng với các sản phẩm rau củ quả, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm với các sản phẩm thực phẩm an toàn như là thịt gà, thịt lợn hay là các sản phẩm của ngành chăn nuôi. Thành phố Hà Nội cũng hướng đến mô hình sản xuất theo chuỗi khép kín từ trang trại đến bàn ăn, từ đó góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo đầu ra ổn định cho người chăn nuôi. Và sau đây là ghi nhận tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, một trong những vùng chăn nuôi gia cầm lớn nhất tại thành phố Hà Nội. Gà của Đông Yên ngoài các giống gà di, gà mía, gà lai mía truyền thống tại miền Bắc, còn có gà hơ mông đen. Con gà mông đen được ông Lê Đình Bình đưa về nuôi thử nghiệm từ năm 2006. Chỉ trong thời gian ngắn, gà mông sinh trưởng và phát triển tốt. Trong buổi chấm điểm phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 vừa qua tại cấp thành phố, sản phẩm gà mông của người dân Đông Yên có tổng điểm đạt tương đương với phân hạng 4 sao cấp thành phố. Nó được coi là một giống gà thuốc của đồng bào Hơ Mông, rất tốt cho cơ thể mọi người già, trẻ em hoặc là phụ nữ mới sinh hoặc là những người bình thường cũng rất tốt. Tham gia cái sản phẩm OCOP ấy, thì chúng tôi kỳ vọng rằng đây là một cái cơ hội để cho mình quảng bá, giới thiệu sản phẩm của mình. Với giá bán tại vườn trung bình từ 110 cho tới 120.000 đồng 1 kg, thu nhập hàng tháng cho người nuôi gà ước đạt cả chục triệu đồng mỗi hộ. Nhà anh Thưởng có hơn 1.000 con gà có thể xuất bán ngay trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Gia đình nhà mình chăn nuôi gà thì từ lâu rồi, nhưng mà từ năm 2016 là chuyển sang con gà hơ mông đen này. Và cái hiệu quả kinh tế của con gà này thì nó ổn định hơn là con gà truyền thống cũ. Và cái
sức đề kháng của con gà này là nó khỏe tốt hơn. Các biện pháp thực hành chăn nuôi theo mô hình an toàn và sử dụng các thảo dược trong sản xuất cũng được áp dụng trong chăn nuôi tại đây. Sản phẩm của con gà nuôi thảo dược và nuôi thông thường, khi mà mình giết mổ thì thứ nhất là con gà nó không tanh như là con gà thông thường. Con gà thảo dược nó sẽ không tanh như thế. Thế mà ăn khi mình nhai kỹ thì mình có cái cảm giác là nó ngọt hơn, cái thịt nó ngọt đậm hơn. Nhờ chất lượng đặc biệt, gà mông đen tại Đông Yên đã được nhiều người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. Mô hình liên kết chăn nuôi tiêu thụ cũng được các đơn vị sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm sạch trên địa bàn thành phố cam kết bao tiêu. Trong quá trình mà được các cơ quan đánh giá với cái mức độ là 3-4 sao, thì trước hết là cái sản phẩm đã được là chất lượng trong cái quá trình mà sử dụng trong cái an toàn thực phẩm. Cái thứ hai, những cái định hướng thì sau khi cái sản phẩm đã được các cấp có thẩm quyền đánh giá là được chất lượng thì chúng tôi có định hướng là phát triển và nhân rộng ra để làm sao cái thị trường, cái sản phẩm của Đông Yên được đưa đến các thị trường trong nước và có những tầm ra sản xuất khẩu nước ngoài. Trong vòng thi lần 2 cấp thành phố, các sản phẩm gà mông đen của Hợp tác xã Yên Hòa Phú tiếp tục đạt trên 70 điểm thì sẽ chính thức được công nhận là sản phẩm ô cốp 4 sao cấp thành phố. Từ đó mà triển vọng phát triển gà mông của người dân nơi đây sẽ còn mở rộng hơn trước rất nhiều. Thưa quý vị, với lợi thế có 1.350 làng nghề truyền thống và làng có nghề, Hà Nội có rất nhiều tiềm năng để phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, góp phần nâng cao đời sống của người dân cũng như là hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Một trong những làng nghề thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của thành phố Hà Nội đó là làng nghề mây che đan Phú Vinh. Thời gian qua, dù ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, song các cơ sở sản xuất vẫn cố gắng duy trì và phát triển nghề. Với các sản phẩm nghệ thuật tinh xảo, đẹp mắt, sản phẩm từ mây che đan Phú Vinh, huyện Chương Mỹ đã trở thành sản phẩm ô cốp 4 sao của thành phố Hà Nội trong năm 2021. Có truyền thống làm nghề mây che đan từ hàng chục năm qua. Mỗi ngày, cơ sở sản xuất của gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh đều thu hút hàng chục lao động tới làm việc liên tục. Dù ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thời gian qua, nhưng đều đặn hàng tháng, gia đình ông Tĩnh vẫn xuất bán hàng nghìn sản phẩm sang thị trường nước ngoài. Tạm thời gọi là hết dịch thì một số cái khách hàng từ Nhật Bản thì cũng đã có những cái đơn hàng nhỏ đầu tiên. Ví dụ mỗi cái đơn hàng nó chỉ khoảng một vài nghìn sản phẩm. Thì đây là cũng là cái tín hiệu để cho chúng tôi rất là phấn khởi để khởi động lại cái tổ chức sản xuất của cơ sở và tạo việc làm cho những người lao động ở trong làng nghề. Ông Tĩnh cũng là một trong nhiều nghệ nhân nổi tiếng tại Phú Vinh khi trực tiếp làm ra nhiều sản phẩm mây che đan đạt tiêu chuẩn 4 sao ô cốp của thành phố Hà Nội. Thậm chí một số sản phẩm hộp vuông đan mây của làng nghề này đã được đánh giá là sản phẩm tiềm năng 5 sao. Còn lại các sản phẩm như đĩa tròn đan mây, khay lục giác đan mây, giỏ đeo đan mây của các cơ sở được đánh giá là đạt sản phẩm 4 sao cấp thành phố và trở thành mặt hàng nổi tiếng và được tiêu thụ chủ yếu trên thị trường nước ngoài như Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản, Iran và Mỹ. Qua tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với khách hàng đến từ châu Âu cũng như là từ Nhật Bản ấy, thì cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là cái sản phẩm mây che đan ấy, mà xuất khẩu ra nước ngoài thì rất là được họ ưa chuộng. Và đặc biệt là thị trường Nhật Bản thì họ cũng đưa ra một cái thông điệp là các cái sản phẩm mà đạt đầy đủ các cái tiêu chí cho người tiêu dùng Nhật Bản ấy thì có những cái đơn hàng số lượng phải cực kỳ lớn. Để kích cầu tiêu dùng và hướng tới mục tiêu tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp, ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ đã ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ đến các xã thị trấn. Ngoài ra, huyện Chương Mỹ còn thường xuyên phối hợp với ngành chức năng Hà Nội tổ chức các chương trình kết nối mạng lưới tiêu thụ và tiêu dùng bền vững cho nhóm ngành mây che đan. Tại đây, các sản phẩm làng nghề mây che đan đã được trưng bày để thu hút nhiều doanh nghiệp xuất khẩu. Nó sẽ thúc đẩy cái vấn đề kết nối giao thương với các khách du lịch trong ngoài nước, dù rằng đại dịch Covid vừa qua làm ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng mà tôi nghĩ là sau cái sự kiện này sẽ có nhiều khách hàng biết đến những cái gian hàng và cái sự kiện của thủ công mỹ nghệ hơn. Tính đến hết tháng 8 năm 2021, toàn huyện đã có 59 sản phẩm ô cốp được đánh giá, phân hạng và xếp loại.
Trong đó có một sản phẩm mây che đan được đánh giá phân hạng tiềm năng 5 sao và 47 sản phẩm được đánh giá phân hạng 4 sao. Sản phẩm của làng nghề mây che đan Phú Vinh cũng đã vinh dự chứng nhận là sản phẩm ô cốp 4 sao của thành phố Hà Nội trong năm 2021 này. Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Suốt từ hôm qua thì khu vực Nam Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to ở nhiều nơi, nguyên nhân là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Từ nay cho đến ngày 30 tháng 11, tác nhân gây mưa ở khu vực Nam Trung Bộ và cả Tây Nguyên vẫn sẽ còn hoạt động mạnh, nên các khu vực này sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa được dự báo cụ thể tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa sẽ là từ 300 cho đến 500 mm, có nơi trên 600 mm. Tại Tây Nguyên, Ninh Thuận, Bình Thuận từ 100 cho đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên từ nay cho đến ngày 30 tháng 11, ở khu vực Trung Trung Bộ sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét và mưa đá ở mức cấp 1 và cấp 2. Thưa quý vị, mưa nhiều, ẩm độ cao là điều kiện thuận lợi để bệnh thán thư gây hại cây đu đủ. Đây là một loại bệnh do nấm gây ra và khi mà mắc loại nấm này, trên cành và lá của cây sẽ xuất hiện những đốm màu vàng, sau đó lan rộng ra. Để phòng và trị bệnh này hiệu quả, bà con cần phải chú ý. Chúng ta sẽ trồng đu đủ với mật độ vừa phải hợp lý, tránh trồng quá dày. Vườn đu đủ cũng cần phải cao ráo và thoát nước tốt. Bà con lưu ý khi đã xuất hiện các triệu chứng bệnh ở trên vườn thì cần phải thu gom và tiêu hủy các bộ phận bị bệnh. Bà con cũng nên thăm vườn thường xuyên, phát hiện khi bệnh chớm xuất hiện và phun một trong những loại thuốc như là Mancozeb hoặc Anthracon hoặc là Carbenzim. Bà con chú ý tuyệt đối đảm bảo đúng thời gian cách ly sau khi phun thuốc để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.